Mình xem nên cái cho hay phải chữ ai tên ở đây Piplit để prap tha. Slap nâng cứ để xa tờ bộc nâng cứ chỉ là sầm lạp mong. Mấy măn có đó thằng là sầm lạp chừng. Đừng bà tham mà nâng cứ po mi bà tham sân. Anh ấy chưa toàn đăng nghề đôi chia dục mấy nhất sau lại ban mơ đây. Khóc ra rồi mà nhung tam đàn mơ po để miền đại bùi biển thốt pe. Pro anh đặt khmei nhất say từng bay nè. Còn quạt nó say bay nè. Nâng ngày còn quạt nâng cứ miền say bay nè. Đại nâng nâng cứ miền ở dục đập ở mũi nam mũi. Còn say thì mối này dục đập ở mũi nam chmôi tha chôm mình chu. Tipi nước chmôi chôm mình chân ở dục pram nam hay con say thì bấy chmôi tha chôm mình chiêng ở dục bùn nam. Tai chẳng vậy thế ơi chừng mơ thời tam chậm lại dùng mấy để khơi pay class A kênh vậy nó cô việc toàn bạc cát đây để cọt tha đôi chia. Tẹt tơi thì nâng rước bẩm nó đây. Tha tẹt tơi thì nâng rước bẩm nó lấy sành sành chẳng hết á. Bạn hay prap thả bộc nó đôi chia thọm dây bù thả bộc nó cứ tha sành câu nè. À bộc nó cứ tha sành câu nó tha bờ sân chỉ miên pành hà mạch mạch bờ sân chỉ quạt slap à nâng cô quạt ni đài vô câu nơ ta mày cô quạt vô câu nơ đài nâng ngay cả quạt vô câu nơ đài còn dây chẳng mong có tha bờ sân chỉ quạt slap bộc quạt slap của quạt vô câu nơ đài tai dương ở toàn đăng tha tao viết ba ấy chẳng mạch dương ở toàn đăng tề nè chậm đạo Việt Âu thì sẽ bây chậm đạo Việt Âu nhà Việt Âu tới nè chẳng dương ở toàn đăng ở bờ cát mày tiếp bọn đi bờ thăm thằng ông nè tai dục mấy nhâm phịch chân khinh phịch đà tha ai kiệt cam hay xanh xê nhất thằng ai kia từ cam rơi cổ mạch anh trắng á hồi thằng trai bảo tam sẽ đáp tới ở phục lồn ai to lắm mày từ hiện nay cho bạch co con của lồn ai sẽ đáp từng từng bay nè anh trắng từng bay nè sẽ đáp tới vì mình tầm non đứa co đây nắng quạt miền pành hà ấy pành hà phải lợi chất đứa co đứa co kêu nhiên đai đứa co mạch phô chụp mạch nữa bởi tam mơ ca su bị mà pôn nắng quạt su em quạt giấy em sơ sơ ban tràn tê ban giấy em mày tránh bọn bà còn là tranh bị thơ ca mà đó khinh con pôn mình khinh con hay nắng phải đây sẽ đáp ôi khăn là bong sấy ở tây là nghịch mạnh nhau bong pon pò miền nó sò làm mơ cho tây chụp mạch nhom chi mơ men thấy nhom nè nhom mơ te chua lấy nhom chao là chạy cổ cẩn thận thôi mà đa te chua trong trắng về lư sầm lây mong nó ngày giấy tết to lư đó về lư sầm lây thôi nhom chăng giấy chạy bờ khmer nhà dụ đập vào mũi nám á tụ bay trưởng mạch cái đó của nhom chưa tha vì ai bên cầm lăng bờ pro bờ prang về sai về mạch hay về bật lộp tê rừng nó cả bất cả lang về bật lộp tê ngày mẹ nhục trời này này để đam bay ca ở để chập đam kia đằng nắng về để bờ pôn đằng ấy bờ pôn có thơ ca rung chã bàn quạt màu bên bàn bàn quạt đằng hay bàn màu sờ làng cang hay đào tờ bạc pnech mới tới lên cồn sấy từng lịch bay nẹt luôn coi pung tập pin sờ lạnh đập vào mũi nám hay mơ đập vào mũi nám sạch thiết đó đôi chỉ ôn sấy bong nè đi dừng mơ từ rục hiệp xem miên bờ vai bờ tóc miên ấy anh đi dừng mơ từ tam rục hiệp nó ngay miên snam đôi vài phần tập đây cho bạch co không ai xây ở dụ đắp mối nam đắng hay là câu tôi pin này ôi đặt cả không ai xây pin này nó tên gì mình tên khơi nhở đặt kia mong á không ai pin này hơi sợ là sát con có vật hay là đây nó tròn giờ thì tròn co nè cái này nằm riêng đi nóng thì tròn co nâng hay sập lạp luôn tai so lại ban mơ sập đây một con khla đai dụ manh tai ở toàn đăng tha việc bà cọt vào đây phía đấy bù po miên của kia toàn hiên suối chơi đấy bù suối mấy bà quạt lằng sọt chặt đó cũng nó trong dưới chơi smart to bong xây dục mạnh nhất sang ta tha yom vô mặt chảnh a ta bồn nâng á cứ keng á bơ vô lại về mà đôi keng á men tha chế men tha đôi chế bồ sân chỉ cạn đây class smart to vi yom đôi o chẳng á đôi o yom trong dưới thấp trong chơi mà thầm hăng tại bong xây khăn ta máu đôi quạt ni mỏng quạt khơi vì slot pay vì keng á vì keng mỏng thưa ấy ở tranh mỏng quạt keng chờ mong bàn tay quạt thọp à đi vậy khla đa đi ở toàn đăng bay thầm máy chế tha đôi chia riêng chụp bẹ lôi cái đai. Miền Pành Hà bầm nò liền. Nâng ngay thay riêng chụp bẹ lôi cái đai này thà miền Pành Hà đắng hay có thà ở đây nó có thọp ban dễ đấy ta có cái thà lê nhảy trăng đổi bịp dây thay chun cáp đây cho nhá bộ mạch ủ thò rồi ai thay dây chứ nhá bộ sân chỉ anh ngoạp mạch mà chứ anh cứ giờ con thật đài. Phu anh sành con. Chẳng là cái vấn đề thọp miên nó thọp miên pò miên mền té nó pò miên này thay miên mền này kia đó khơi những con chẳng đai đài quạt trên tạc cài cả đá lụ lan á có cái nạt miên mền nó hay quạt chụp bẹ lôi từ này kia chả nó quạt sầm lạp á nó quạt sầm lạp mền quạt sầm lạp mà cua xa mong sầm lạp từng chai quạt sầm lạp đài dưới tới quạt anh ấy miên cua xa mà chất tay ai con khmer nhá đăng nghề anh ấy nơi thay miên tầm ở tòa ban mạch nam ấy pò miên nó miên mền á anh ấy nơi thay á trong dưới chợ sầm lạp từng chai thì đôi chuột liêu chùm lấy đạn nam pol ngồi xí á hay ngoạp xong tôi sắp mà cua xa mong sắp mà cua xa đi nơi thay miền mũi đại bò miền này tận bàn mạch nam tai anh đấy dương ngọt tai dây mình tên nên chẳng như mặt con trơ tê bóng ông nói tôi mạch cái đai miền Pành Hà mạch cái đai anh đi dây mình tên nó đỏ pì dương mơ rụp hiệp rừng câu rụp mình nó cứ anh nặt quạt mình tên này rụp hiệp cứ khmei xây nó cứ khmei mình tên bóng ông bây giờ này dương phải chạy chun mà đóng tiền nó mua bà quạt ta khổ cái này dương phải chạy chun mà đóng tiền bạn nó ngày mình xây ti muối nó ngày mua tha ở chung mình chu ở dụ đập vào mũi nam hay con xây mình xây ti pi mua là chung mình chấn ở dụ pram nam hay ti bấy mua là chung mình chiên ở dụ bún nam ở dụ bún nam hay ở đây nó cứ quạt ở dụ pram ở đây nó sai sập nam chia sập chung ở chia sập chung xong mơ à rụp hiệp xa xa bao con đấy xong miệng đấy xong tôi ở dòng gì thật vì sập hiệp nó tay con Bạn cái đã rụt khmau đó, cái đã rụt khmau nâng ngay. Trong dương ở toàn đồng anh đi con xe dụ đập vào mũi nám ấy nè, để rụt con xe dụ đó, ôi con quạt xa xa mình tên. Lần chùn. Xa xa dụ đập vào mũi nám ở này thấy hay nè con quạt tôi pi nè nè dụ pram nám mà dụ bay nám. 4 ឆ្នាំ នឹងឲ្យ 4 ឆ្នាំ ហើយ 5 ឆ្នាំ ហើយ នឹង ប្រពន្ធ របស់ គាត់ ហ្នឹង គឺ គាត់ ធ្វើ ការ នៅ ខាង រោងចក្រ អត់ ដឹង ទេ ដល់ ទៅ ពេល មក វិញ គឺ បាន បាន ដឹង នេះ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ នេះ ហើយ យប់ មិញ ហ្នឹង សួរ ក៏ សួរ មិន ចាញ់ ដែរ ហើយ ខ្ញុំ ស្មាតូខុស កណាត់ បើ យើង និយាយ អំពី ទឹក ចិត្ត របស់ គាត់ ទៅ អា នេះ និយាយ មែន តើ ណា វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផ្លូវ ចិត្ត ដូច បាត់ ស្អី គេ ដូច ទំនួញ នាង មេត្រី ហ៎ កូន មួយ ខ្លែង ឆក់ កូន មួយ លង ទឹក ហើយ ប្តី ត្រូវ កូន ចាក់ ទៀត ហ្នឹង ហើយ ហើយ ផ្ទះ ភ្លើង ឆេះ ទៀត តើ ឥឡូវ យើង សូម បន្ថែម បន្តិច មក ពី ខាង កញ្ញា តៃ ឥឡូវ យើង មាន អី បន្ថែម ខ្លះ ទេ សូម ហ្នឹង ហើយ សូម បន្ថែម បន្ត ជាមួយ ករណី ហ្នឹង នៅ ខាង ខាន់ សែន សុខ ការ ប្រយុទ្ធ មិញ បាន មើល ការ live ពិសា ផង ផ្សេង ផ្សេង ហ្នឹង សាលា ពួក ការ ប្រយុទ្ធ មិញ រន្ធត់ ត្រង់ គេ សម្ភាស តា កាន់ បង ស្រី បង ស្រី បាទ បង ប្រមអ្នក ដែល ឈ្មោះ ជុំ ស្លាប់ ហ្នឹង ណា បាន សម្ភាស អាចារ្យ បាន សម្ភាស អធិស្ឋាន វីដេអូ ដោយសារ តែ គាត់ live តាម ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ វា យើង ប្រកាស អី ចឹង តែ ពេល ការ ដែល ការ live របស់ គាត់ ការ ប្រយុទ្ធ មិញ សម្ភាស ត្រង់ ចំណុច ថា អត្តចរិត បង ប្រុស ឈ្មោះ ជុំ ហ្នឹង ក៏ ដែរ មាន បញ្ហា សតិ អារម្មណ៍ ឬ ក៏ ការ គិត ច្រើន មិន អញ្ចឹង បង ស្រី ប្រកាស ក៏ គាត់ ឆ្លើយ ក្នុង ការ live ថា បង ប្រុស ជុំ ហ្នឹង ស្រឡាញ់ កូន ខ្លាំង ណាស់ អ្នក ណា ប៉ះ មិន បាន ទេ បើ ន័យ ថា ក្តី ស្រឡាញ់ ពោពេញ ទៅ ដោយ ការ ស្រឡាញ់ ដែរ ស្អប់ កូន ដែរ ខឹង កូន ទេ ប្រពន្ធ ក៏ និយាយ ចឹង ដែរ ប្រពន្ធ ក៏ និយាយ ចឹង ថា ស្រឡាញ់ កូន ណា គាត់ ថា ស្រឡាញ់ ខ្លាំង ហ្មង ពេល ដែល អ្នក សាមាន សម្ភារ គាត់ ទៅ គាត់ អួរ ដាម គាត់ ទៅ ចេះ គាត់ នឹក អត់ ស្មាន ដល់ ថា ប៉ះ សិន បង ប្អូន ប្រុស របស់ គាត់ ពិត ជា សម្រាប់ កូន មិន គាត់ ស្មាន ដល់ ថា រឿង ហ្នឹង មិន ដល់ ណាក់ ខូខើ ដល់ ណាក់ ហ្នឹង ចា មិញ ហ្នឹង យើង បាន សាក សួរ ទៅ ការ សមត្ថកិច្ច មួយ រូប ដែល គាត់ សុំ អត់ បញ្ចេញ ឈ្មោះ ទេ ប៉ុន្តែ ក៏ គាត់ នៅ ក្នុង ទឹក ដី ខាន់ សែន សុខ ដូច គ្នា ដោយសារ តែ ព័ត៌មាន ហ្នឹង យើង ជំហាន ដំបូង យើង អត់ បាន សួរ ខាង បង ស្រី ត្រូវ ជា ប្រពន្ធ របស់ អ្នក ស្លាប់ មក គ្រួសារ ហ្នឹង ទេ ព្រោះ ដោយសារ តែ គាត់ ស្មារតី យើង ដឹង ថា បាត់ បង ក៏ បែក យ៉ាង ហ្នឹង គាត់ អត់ មាន អី និយាយ ទេ អា នេះ ចង់ និយាយ ចេះ ខំ តែ បើក ទ្វារ មក វាវាសង្ហាវារន្ធត់មែនតើណាប៉ុន្តែបើយើងបើកទ្វារមកទទួលអ្នកយកមកពេលដែលគាត់ចេញពីធ្វើការរោងចក្រមកគាត់ក៏មកដល់ផ្ទះរបស់គាត់បានគាត់មកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ឆ្ងល់ថាផ្ទះហ្នឹងមិនក៏មានជាប់កលឹងនៅខាងក្នុងហើយក៏អង្រួននេះបើតាមសមត្ថកិច្ចដែលគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានសាកសួរពេលដែលគាត់ទៅដល់មុខផ្ទះហ្នឹងគាត់បានគោះទ្វារលក្ខណៈថាមិនក៏មានតែគេឆ្លើយតបមិនប្រពន្ធទេនឹងបងស្រីអត់ទេប្រពន្ធហ្នឹងឯងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺប្រពន្ធចេញបើកាតកោះទ្វាររត់ដងគឺមកវាធ្វើការនៅឃើញថាបើកទ្វារមកធ្វើការមួយពីអញ្ចឹងណាតទៅតកោះទៅវាឆ្ងល់តែមិនក៏វាជាប់អត់អាចបើកបានអញ្ចឹងហើយស្រែកហែក៏គ្មានអ្នកឆ្លើយទៀតក៏សង្ស័យក៏តាហែអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងមកជួយបើកទ្វារតពេលងរួនទៅយើងដឹងថាសោនៅពេលដែលងរួនទោះបីកលឹះជាប់យ៉ាងណាក៏ដែរក៏វាអាចរបូតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនមែនកັບទេគាត់ខំថានេះសោពីក្នុងនឹងឯងធ្ពូចាតពេលងរួនទៅក៏អាចបើកបានក៏ចូលទៅមើលបានឃើញរូបភាពមុនដំបងសាលានឹងឯងប្តីចង់កស្លាប់បាត់ហើយដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះទៀតឃើញកូនស្លាប់នៅជាន់ទី1ទី2មានអារម្មណ៍មិនដែរចុះផ្ទះនឹងមានជាន់ណាផ្ទះនេះធម្មតាតើឡាយទឿអូឡាយទឿវាឡាយទឿនៅលើមែនទៀតផ្ទះជួលហើយគាត់នឹងស្រឡាំងកាំងចង់និយាយថាស្រឡាំងខាងធ្វើអីអត់ចេញហ្មងក៏ហៅអ្នកចិត្តខាងមកជួយមួយពីរចឹងក៏មានខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងហ្នឹងទៅហើយបានសាកសួរម្លងពេលដែលគាត់យំសោកដោយសារតែឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងទទួលយកអត់បានខ្លួនឯងចេញពីធ្វើការរហូតដល់មានតែការជួបជុំទៅបីឆ្លោះគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានការជួបជុំគ្នាក្នុងទាំងដែរសមត្ថកិច្ចក៏សួរនាំថាមានរឿងរ៉ាវអីពីមុនឆ្លោះជាមួយអ្នកណាគេឬក៏ប្តីប្រពន្ធមានចំនួនអីមែនដោយសារស្មារតីគាត់អត់មមគាត់ក៏ឆ្លើយថាការពី3អាទិត្យមុនហ្នឹងប្តីរបស់គាត់បាននិយាយពាក្យថាស្មុកមិនដឹងស្មុកសាលាបើថាបំណុលក៏មានរស៊ីក៏វាមិនទៅមុខអីចឹងទៅចាហើយក៏ធ្លោយពាក្យថាបើខ្ញុំស្លាប់ហ៎ខ្ញុំដាក់ថ្នាំអំពុលសម្លាប់កូននឹងហ្មងលក្ខណៈថាគំរាមបងស្រីមុន3អាទិត្យតែបងប្រុសនឹងគាត់ស្មាតូគាត់មានញៀនថ្នាំអត់គាត់អត់ញៀនទេប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺក្នុងនឹងបានន័យថាក្នុងខ្លួនគាត់មានជំងឺច្រើនមុខបោកផ្សំជាមួយការគិតបោកផ្សំជាមួយនឹងបានន័យថាមនុស្សស្មុកទៅអង្គនិយមមនុស្សស្មុកចាក៏មានកំណត់គំរាមប្រពន្ធថាបើខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់កូនបានន័យថាគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ងប់ពេកហ្នឹងបើអញស្លាប់កូនអញក៏ត្រូវស្លាប់ដែរចាចង់និយាយពាក្យអញ្ចឹងអាក្រក់ស្ដាប់ហើយសមត្ថកិច្ចបន្តថាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានហ្នឹងតាមការធ្វើកសោវិច័យទៅកាន់លពូវិជ្ជាបណ្ឌិតសវណ្ណរតខ្ញុំចាំគាត់បានគាត់ខាងកសោវិច័យនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ចាំឲ្យថាសាកសពទាំង3សូមបញ្ជាក់សាកសពកូនទាំង3សិនមួយក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំ2នាក់ទៀតគឺអាយុ5 6ឆ្នាំគឺត្រូវបានឪពុកហ្នឹងច្បាច់កស្លាប់អូច្បាច់កស្លាប់ហ្មងច្បាច់កស្លាប់ហើយប្តីហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញកូនស្លាប់ហើយក៏ទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅតែខ្ញុំចង់និយាយចេះកញ្ញាតៃស្មាតតអានឹងយើងមិនដឹងថាវាមិនខ្មិចទេច្បាច់ហ្នឹងមានច្បាច់កូនធំមុន dương có toàn đăng ấy phù sa có phép ta có toàn anh phải học từng ở ban phù viên nơi chủng loại môi đại bạc pôn ở toàn anh vậy ở bên đây thao bên đâu miền ca lẹ liềm và tò tiền dương thở đăng tha con dễ biết mà thay che và sân và con phải học tới vì ai tới chơi hưởng là anh bay anh chơi ngắt này còn ta xong là bắt co miền bạc thâm anh cha xong bay sầm cái con đường hô cho bên đây ta cạn đấy với khô khơi pe chứ hai con bồng bênh sáng ta chua hướng đợt đợt bốc sầm làm câu việc ở chặt trong giấy chơi ở tây mến nó bồng bồng dương mua sập hiệp tiền nó ở tây có cái nào là mười vì miền ở sau bị lớn nó trong giấy chơi bôi vì ấy có bị anh lư hay té chòm chang cái này chòm chang cái này té lẹ cái nặng bẹp nâng trắng á nè con ấy để cái đại chơi chồng ngón lăng thò mà ra con mình bay nè bỏ sân chơi phơ sẽ cầm phép tơ lơ câu nam mũi vì ba tiền nó sau pi nè thế đây để khơi nó ngay mạnh bản sau lá xua cái ở tay kia toàn làm ở tay mạnh bản sau lá xua tha ta vì ai tha smarto câu nam môn bọn nhóm xua chứ tha ta vì câu nam môn này trắng á nè ôi ở tay bàn tay vì run thốt vì hai khang mình tên mà bộ bây giờ tụi bây chơi cạn này cái là lỡ u thò tha lấy chơi cạn này đợi quạt sầm lạp con anh cho bàn tụi bây chơi cạn này bẹp nó anh đi trong chơi tha chơi cầm rú mũi tụi bây chơi dương sành mày cái đó nè anh không may mình tới cái đằng sau lấy tê anh thua men nó không còn nát anh lấy nhom dây mình tên nó bồn dây bị tắc chặt bong sấy á mình đang thật bật smarto smart ở đây này cá to su rú ha mình đang miền bờ mạn phía rồi á men tại vì tích khang mình tên là dương kịch mình tới con sấy cái bông sành hơi mà đó là khôi nhà rú phê bà con sập đôi lô kêu chỉ kiêng nè bay nè chỉ kiêng lằng prư sờ bò men ta hơi đây con ở tề vi rùn thốt khang mình tên ra pi anh dây mình ban móng á nè bong pi ở đây và pon đá con quật lông tắc thằng pi thằng bay nè nơi xả lốm nè chăm nơi xả lốm nắng nắng nơi miền bắc đây nơi miền bắc pôn đẹp chăm đó chỉ cầm láng chất phong á sưng tạt cuột chất từng pi đẹp đây pôn á bong nắng á mà vật nắng dây mình tên nó tay mà abc là hột tay mà abc là hột abc có thay abc đôi con quật hay mà đá thạ quật máu quật hai dương con thằng quật hai con nó trong dưới chợ quật lắm hai con quật pe chỗ con cá pe nó bay nè trời con bay nè thông thông á lịch tục sạp thằng bay nè bọc ôn kết mới từ hay đang cho mình thao thao con từ men phần tay hạn nó nhom nơi miền đây rồi mua cọp đây nơi miền nhom đại chi và buôn trăm đã ao cầm lắng chất kia tới bên cho bong sấy mà tiếc miền tai phèm nhẹ cột buôn nhẹ tự bật này nè cho con nơi mình ấy xua thả chất để con miền sập tệ để con miền á chưa tha cay sập hệ rồi cứ bật tự bật này nâng ngày hay năm mà rụp hiệp cồn slab hay năm phần đây nâng ngày viên nơi chọp nâng đây à khi nào con đôi dây thắt thia chập đám chọp cái lưng hơi đau thở bàn thia mà chập đám khơi sập hiệp cá nó đôi dây chẳng khỏi là nghịch bánh khoa mớ suối ở bàn suối cá tê con keng bông hơi cô bạc ham suối con cá đây bạc ham suối cá đây chẳng khả năng bên nâng cư chưa miền là tộc pe áo chật rồi bà quạt nâng vía chẳng vậy thà chạy việc bàn thu xa chứ đang mầm tít chứ ta ôi vậy mình tên bắt đầu cầm láng chật đã bong xây được còn mấy tay dương chưa thang ca chấm này hà rầm nâng bà bạn bà mình tên không nát bà bạn nè nhom khăn là mơ với bà bạn mình tên con xây cặp bông tập pin xả láng nhá hơi quạt vừa ca đó thằng mao pân pân đang quạt hai mao là bấy con á hai mao là bấy con hơi đó thằng mao bằng tập nghiệp bạn đang khơi con slap nâng ngay chọp chọn con này chúng mình đang gây cái thà tắc chật miền si ắt si mình ai hơi con trong vậy thà mà chật ai của prang to su đã ti bên trong là bảy con thấy có thà mới tới quạt to su mình và bạn mán sang mấy thế bà con riêng thông đây nâng bong ấy tham thì tiết ai chui sầm ru chi bập hiệp chui ấy khla khla anh trắng á tại mà trời mà từ tua rơng nơi cái hai tham rừng rau bẹp nâng chân dương đi bật thăm thằng ác hiên á bong ôm dương nâng po miền đại ABC bà dương bị chạy trốn nó bật thăm đại bang cả nhà tây để cọt ban mau khla khla nâng dương chìm điệp trốn bật thăm té chân dương ở toàn đăng thay cho mấy té nâng cứ rừng nâng to ta lơ sầm mặt cách chỉ nè thưa ca tam dương trăm tam đan chơi bật to tít bộ ai thay vì chơi cả này thông 100 năm được khí á nâng ngay cả này dụng mình nâng khang khang sẽ dọc đại ao mình tên cả này dụng mình nâng đại slap như ai thưa tham mà cua xa món bà này phối thay cái nào bên mũi cái nào bên mà cái giọt ai phơi ca được gọi xã xuôi và thay ban này phối thay dân mưa ta sập hiệp bong sấy gọi đôi chia tập chặt bong sấy dân pò ròng đằng này chân cái nào bên mình là dân chui lực tập chặt quạt hay còn chui rôm sọc sấy từ khung hạt cá đỏ rồi thốt mùi ní phong này anh vậy ban tha vía mình cua chưa hay còn dân kịch ra mình đòn lá ba đang hay vì mình nấc man thay vì cát miền lai ngập bão bão bây giờ cả bật đôi giấy trắng pò miền trắng trắng mình thay mình thọp miền cát nơi hàng bờ tây kia thọp miền nơi bờ sen nút đôi thọp miền mùi đai sen nút đôi sầm lạ sen nút đôi chia sầm lạ liệt nam cả đào ó trang ban đấy liệt nam cả đào năng ngày hay ở đôi chỉ do nói những miền cả này do nói ở tục cầu này đó năng ngày miền cả này trong cả năng tại đây năng ở sầm lạp luôn này năng ngày chặt bàn tại tụ bây chỉ chấm mấy cái lại bằng bọn đi sơn ông pơ mình tên là đi chơi mê riêng muối á cướp đầm nọ sai cướp bánh hai miền plei chanh à miền plei chanh miền ấy đàn ảnh miền plei chanh tới tụ bây chơi chấm mấy cái đàn đi cứ ôi đang thay nhom giấy thay mấy cô về sau sừng rãnh về nặt cầu pe đang cho lấy mình tên á đang cho lấy tê hay đôi mì con mì tui pi nè nóng 5 năm 4 năm bên đằng ấy bà kết ta sờ bài đừng kết ta sờ bài hay ở tham bị bong à dụ đập 16 năm mà nó hụt neo vây cả bông thập sờ lạnh luôn á 16 năm hay mà trời từ tua rừng nữ rừng rải bẹp nắng á, mật bà dương nó nâng ngày ok, con tràn tao, lấy dây sông sầm nã sân nó, mật bà dương được không cam vị thi nó, con tràn bằng ôn chân bằng miên ấy, tam đan chỉ bằng to tiết trăm abc bà dương giờ mà phải chạy chuôn chỉ bằng to tiết nó, mật bà dương chạy tới từ đường rừng cạn này khét từ cam nó, đại ôm sông tô mà toàn đăng ấy bật cát đấy bằng ôn, anh ấy bom mình bật tham giờ toàn đăng ấy thà bật cát đấy nó, ngày trăm bằng miên ấy bật tham trăm giờ giờ mà chỉ đẹp chuôn đã bằng ôn bà dương đại, tại anh ta tam đan abc bà dương chỉ bằng to nó.